áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em đã quay trở lại với bài học môn lịch sử lớp 10 của chúng ta ngày hôm nay. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ là bài học số 40, bài học về Lenin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỷ 20. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hoạt động bước đầu của Lenin trong phong trào công nhân Nga. Và mục thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách mạng năm 1905 đến năm 1907 ở nước Nga. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung chi tiết của bài học. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vào mục 1 lớn về hoạt động của Lenin và phong trào và những cái hoạt động bước đầu của ông trong phong trào công nhân Nga. Điểm đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong mục 1 lớn đó chính là về tiểu sử của Lenin. Tiểu sử của Lenin thì bằng việc quan sát vào sách giáo khoa thì các bạn cũng có thể đưa ra được một số những cái điểm chính trong tiểu sử của Lenin. Ở đây chúng ta có thể nhắc đến một số những cái điểm chính như sau. Thứ nhất thì chúng ta thấy rằng Lenin sinh ngày 22 tháng 4 năm 1870. Ông xuất thân trong một gia đình nhà giáo có tiến bộ. Cha của ông là một thanh tra giáo dục cũng có tư tưởng tiến bộ. Anh chị em ruột của ông thì cũng đã có cái tinh thần giác ngộ ở cách mạng từ rất sớm và cũng đã sớm tham gia hoạt động cách mạng. Thuở nhỏ thì ông là một người khá là thông minh và khiêm tốn. Thì sau khi lớn lên thì ông cũng đã sớm giác ngộ cách mạng và cũng đã sớm tham gia vào những cái hoạt động cách mạng từ những năm ông còn là sinh viên năm nhất của trường đại học. Thì từ cái sự thông minh và sự hiểu biết của mình thì ông cũng đã đạt được bằng đại học vào loại xuất sắc. Vào năm 1893 thì Lenin đã đến Saint Petersburg và trở thành một người đứng đầu trong một nhóm Marxist ở đây. Thì cái quá trình mà ông bắt đầu tham gia vào cái hoạt động cách mạng thì những cái hiểu biết của ông về chủ nghĩa Marx cũng như là về phong trào công nhân thì được mọi người rất là ngưỡng mộ về những cái hiểu biết này của ông. Và từ đó thì bắt đầu từ năm 1893 khi Lenin ở Saint Petersburg và bắt đầu hoạt động trở thành người đứng đầu của một nhóm Marxist, của những nhóm Marxist thì bắt đầu những cái hoạt động cách mạng của ông ngày một rõ nét hơn. Ở đây thì chúng ta có thể chuyển sang mục B nhỏ về những hoạt động bước đầu trong phong trào công nhân Nga của Lenin. Chúng ta có thể kể đến một số những cái mốc thời gian chính như sau. Vào năm 1895 thì ông đã lãnh đạo và thành lập được một đảng Marxist cách mạng với mang tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân. Vào năm 1898 thì Lenin đã bị bắt và đi đày ở Siberia. Sau khi mà được thả vào năm 1900 thì ông đã cùng các đồng chí cách mạng của mình ra tờ báo Tia Lửa. Và đây cũng chính là một cái tờ báo chính trị đầu tiên của những người cách mạng. Và tờ báo này cũng mang những cái nhiệm vụ về việc vận động, về tuyên truyền cách mạng của Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga sau này. Vào năm 1903 thì ở trong cái đại hội lần thứ 2, ông là người chủ trì đại hội của Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga. Trong đại hội này thì Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga đã đưa ra, đã thông qua cương lĩnh và điều lệ đảng. Và cái sự kiện của Đảng đại hội lần thứ 2 của Đảng Công nhân Xã hội Nga thì được xem như là đại hội thành lập đảng của Đảng Công nhân Xã hội Nga. Và từ đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng một cái điểm mới trong cái phong trào công nhân không chỉ ở nước Nga mà nó cũng mang một cái ý nghĩa rất là lớn đối với phong trào công nhân ở quốc tế vào nửa đầu thế kỷ 20. Đó chính là đã bắt đầu thành lập được chính đảng của giai cấp vô sản đầu tiên, đúng không ạ? Đó chính là Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga. Và ở nước Nga, để bắt đầu từ năm 1904 cho đến năm 1905 thì Diễn đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc cách mạng khi ở trong nước Nga đang có diễn ra rất là nhiều những cái mâu thuẫn. Và hơn hết thì nước Nga khi mà tham dự vào cái cuộc chiến tranh Nga-Nhật thì đã tạo nên rất là nhiều những cái mâu thuẫn đối với quần chúng nhân dân. Từ đó thì Đảng Bolshevik là một phái của Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga. Trong đảng, nhắc lại một chút về đại hội lần thứ 2 của Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga. Thì trong cái quá trình mà thành lập Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga thì có sự đấu tranh gay gắt giữa các tư tưởng. Phái ủng hộ Lenin thì được chiếm đa số phiếu thì được gọi là phái Bolshevik, có nghĩa là đa số. Còn một phái nữa là phái cơ hội chủ nghĩa
thì phái này trong cái đại hội này thì lại có một số phiếu ít hơn, thì sau đó thì người ta gọi là phái Menshevik, có nghĩa là thiểu số. Và tất nhiên thì hai cái phái này ở trong cái Đảng Công nhân Xã hội Nga thì luôn có những cái chính sách cũng như là có những cái tư tưởng đối lập nhau. Thì quay trở lại vào năm 1904 đến năm 1905 ở nước Nga, thì Nga lúc bấy giờ đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc cách mạng. Thì lúc bấy giờ Đảng Bolshevik của nước Nga đã bắt đầu đưa ra những cái quyết sách về việc cần phải thực hiện một cuộc cách mạng triệt để và nhanh chóng tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Từ đây thì đã diễn ra những cái cuộc cách mạng ở nước Nga. Và cuộc cách mạng này được diễn ra như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sang mục B nhỏ về cuộc cách mạng 1905 đến năm 1907 ở nước Nga. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tình hình nước Nga trước cách mạng. Tình hình nước Nga trước cách mạng ở đây sẽ tìm hiểu về kinh tế, chính trị cũng như là xã hội. Đầu tiên là về kinh tế. Nền kinh tế thì công thương nghiệp phát triển và có xuất hiện các công ty độc quyền. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái dáng dấp của kinh tế phát triển, kinh tế tư bản chủ nghĩa, đúng không ạ? Tiếp theo thì, tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng đối với mặt chính trị, lúc bấy giờ nước Nga vẫn nằm trong chính trị, đó chính là chế độ phong kiến. Và chế độ phong kiến của nước Nga lúc bấy giờ thì lại thi hành rất nhiều những cái chính sách nhằm bóp nghẹt mọi cái quyền tự do dân chủ của quần chúng nhân dân. Tiếp theo đối với xã hội, thì tất nhiên sẽ nằm trong một cái tình trạng, đó chính là đời sống nhân dân thì cơ cực, giai cấp vô sản thì chịu rất là nhiều tầng áp bức bóc lột. Và từ đó thì đã cộng thêm với cái sự tham gia vào cuộc chiến tranh Nga-Nhật vào năm 1904 thì đã gây nên rất là nhiều những cái mâu thuẫn với quần chúng nhân dân. Và từ đó thì nhân dân đã biểu tình và từ đây một cuộc cách mạng đã bùng nổ. Thế sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang mục 2 nhỏ, cuộc cách mạng bùng nổ, để chúng ta khái quát lên một số những cái mốc thời gian chính ở trong cái cuộc cách mạng này. Ở đây thì chúng ta có thể kể đến một số những cái nội dung chính thông qua bảng thống kê về thời gian và về sự kiện. Đầu tiên vào năm 1904, bắt đầu từ năm 1904 thì ở nước Nga đã diễn ra rất là nhiều cái cuộc bãi công, nhiều cuộc biểu tình vân vân. Và những cái cuộc bãi công của biểu tình này đều nhằm một cái mục đích, đó chính là giơ cao những cái khẩu hiệu về đả đảo cuộc chiến tranh, đả đảo cái chế độ chuyên chế, nhằm cái mục đích là muốn xóa bỏ cái chế độ chuyên chế này. Một cái sự kiện tiếp theo mà chúng ta có thể nhắc đến đó là sự kiện ngày 9 tháng 1 năm 1905 thì diễn ra một ngày chủ nhật đẫm máu. Ở đây thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy rằng ngày 9 tháng 1 năm 1905 chính là một ngày chủ nhật. Thì tại ngày chủ nhật ngày 9 tháng 1 thì 14 vạn công nhân ở Saint Petersburg cùng với gia đình tay không trật tự xuống đường kéo đến cung điện mùa đông để đòi Nga Hoàng có thể cải thiện cái đời sống của họ. Tuy nhiên thì Nga Hoàng không những không đáp ứng những cái yêu cầu đó mà còn ra lệnh đàn áp đẫm máu những cái quần chúng nhân dân kéo đến cung điện mùa đông. Và từ đó thì hơn 1.000 người bị giết, hơn 9.000 người bị thương. Và từ đây thì công nhân thấy rằng, quần chúng nhân dân thấy rằng lòng tin của mình đã bị tiêu tan. Và từ đó thì họ đã bắt đầu chuẩn bị để có thể tiến hành một cuộc khởi nghĩa vũ trang. Từ ngày chủ nhật đẫm máu ngày 9 tháng 1 năm 1905 thì cái làn sóng bãi công đã lan rộng ở trên cả nước. Tiếp theo vào ngày 1 tháng 5 năm 1905 thì giống như bài học ở bài học trước, đúng không ạ? Vào ngày 1 tháng 5 khi mà ở nước Mỹ vào năm 1886 thì đã diễn ra cái cuộc biểu tình. Và từ đó ngày 1 tháng 5 được xem như là một ngày để biểu dương tinh thần của tinh thần đoàn kết của giai cấp công nhân. Và vào ngày 1 tháng 5 năm 1905 tại nước Nga thì cũng đã diễn ra một cái cuộc biểu dương tinh thần đoàn kết của công nhân nước Nga. Và cuộc phong trào đấu tranh của công nhân Nga đã lan rộng, không chỉ diễn ra ở giai cấp công nhân mà đã lôi kéo được rất là nhiều những cái bộ phận khác ở trong xã hội, như là thủy thủ, hải quân, nông dân đã nổi dậy để đấu tranh vào tháng 6 năm 1905. Vào tháng 12 năm 1905 thì cuộc bãi công, từ những cái cuộc bãi công chính trị thì phong trào công nhân đã chuyển dần sang thành khởi nghĩa vũ trang. Và từ đây thì đã mở ra một cái bước ngoặt mới cho cái phong trào công nhân ở nước Nga. Tuy nhiên thì vào cuối năm 1907 thì phong trào công nhân bắt đầu giảm dần và chấm dứt vào năm 1907.
Từ đây thì cuộc cách mạng năm 1905-1907 kết thúc. Chúng ta đã cùng nhau khái quát được một số những cái mốc thời gian, đúng không ạ? Từ đây thì chúng ta có thể đưa ra những cái ý nghĩa như sau. Ý nghĩa đầu tiên đó chính là phong trào này đã giáng một đòn mạnh mẽ, một đòn nặng nề vào cái chế độ phong kiến của Nga Hoàng. Tiếp theo đó chính là thúc đẩy phong trào đấu tranh của công nhân các nước. Thứ ba đó chính là thức tỉnh nhân dân các nước ở phương Đông chống chế độ thực dân. Và từ đó chúng ta có thể đưa ra một cái tính chất chúng rút ra. Đó chính là cuộc cách mạng 1905-1907 là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. Lại là một khái niệm mới nữa mà chúng ta mới được biết đến. Đó chính là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới, đúng không ạ? Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới này thì chúng ta có thể hiểu đó chính là nhằm một cái mục đích là lật đổ chế độ Nga Hoàng để có thể mở đường cho sản xuất phát triển. Chúng ta thấy rằng những cái tình hình của nước Nga trước cách mạng thì có sự phát triển, có những cái mầm mống của kinh tế tư bản chủ nghĩa rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên thì nó lại bị chế độ phong kiến kìm hãm. Và khi mà thực hiện xong một cuộc cách mạng 1905-1907 thì chúng ta thấy rằng chế độ phong kiến lúc bấy giờ đã bị giáng một đòn nặng nề và từ đây thì đã mở đường cho sản xuất phát triển. Tuy nhiên thì nó có một yếu tố, đó chính là yếu tố kiểu mới. Kiểu mới ở đây thì là như thế nào? Thì so với các cuộc cách mạng tư sản ở trước mà chúng ta đã cùng nhau học thì cuộc cách mạng tư sản thì do giai cấp tư sản lãnh đạo. Tuy nhiên thì cuộc cách mạng 1905-1907 ở Nga thì chúng ta thấy rằng nó không phải do giai cấp tư sản lãnh đạo mà do giai cấp vô sản và đứng đầu là đảng Bolshevik, đúng không ạ? Vì thế cho nên chúng ta có thể thấy rằng cuộc cách mạng 1905-1907 ở nước Nga là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung chi tiết của bài học ngày hôm nay. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi số 1. Ý nào không đúng khi giới thiệu về Lenin những năm cuối thế kỷ 19? Ý A. Sinh ra trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Ý B. Giác ngộ cách mạng và tham gia hoạt động từ khi ở trường trung học. Và ý C. Đã từng đứng đầu nhóm Marxist ở Moscow. Ý D. Thành lập Đảng Cộng sản Xã hội Dân chủ Nga. Ở đây thì khi trả lời câu hỏi này thì các bạn cần phải nhớ đến một kiến thức mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về tiểu sử của Lenin, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy rằng Lenin đã từng thành lập một cái đảng Marxist. Tuy nhiên thì đảng có tên gọi là Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga. Và từ những cái gợi ý này thì chắc hẳn các bạn cũng đã có những cái đáp án riêng của mình rồi. Và cô sẽ bật mí luôn, đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án D, thành lập Đảng Cộng sản Xã hội Dân chủ Nga, là một cái ý không đúng khi chúng ta giới thiệu về Lenin. Câu hỏi số 2. Mùa thu năm 1895, Lenin đã thống nhất các nhóm Marxist ở Petersburg và để thành lập một cái tổ chức chính trị duy nhất được lấy tên là A. Liên hiệp đấu tranh giải phóng các dân tộc Nga. Ý B. Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân. Ý C. Liên hiệp cách mạng Nga. Và ý D. Liên hiệp đấu tranh giải phóng công nhân. Đây cũng là một cái tổ chức mà được Lenin thành lập, đúng không ạ? Và đáp án đúng của câu hỏi số 2 sẽ là đáp án B, Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân, là một cái tổ chức được Lenin thống nhất các đảng Marxist ở Petersburg thành lập nên. Câu 3. Sự kiện nào sau đây được xem là đỉnh cao của cuộc cách mạng 1905-1907 ở Nga? A. Cuộc đấu tranh ngày chủ nhật đẫm máu của 14 vạn công nhân Petersburg. B. Cuộc nổi dậy phá dinh cơ của địa chủ phong kiến vào tháng 5 năm 1905 của nông dân. Ý C. Cuộc khởi nghĩa của thủy thủ trên chiến hạm Potemkin vào tháng 6 năm 1905. Và ý D. Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Moscow vào tháng 12 năm 1905. Ở đây thì khi mà chúng ta tìm hiểu về diễn biến của cuộc cách mạng 1905-1907 thì cô đã cũng từng đã nhắc với các bạn đâu là sự kiện gọi là đỉnh cao, một cái bước ngoặt mới của phong trào đấu tranh rồi, đúng không? Vậy thì khi chúng ta nói về sự kiện được xem là đỉnh cao của cuộc cách mạng 1905-1907 thì chúng ta thấy rằng là phong trào bắt đầu chuyển từ đó là sự kiện khi mà phong trào bắt đầu chuyển từ việc bãi công biểu tình bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang, đúng không ạ? Đó chính là cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Moscow vào tháng 12 năm 1905, chính là đỉnh cao của cuộc cách mạng. Câu hỏi số 4. Cách mạng năm 1905-1907 ở nước Nga là một cuộc cách mạng A. Cách mạng dân chủ tư sản. Ý B. Cách mạng vô sản. Ý C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Và ý D. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. Đây là một câu hỏi khá là dễ dàng. Thì khi chúng ta nói về cuộc cách mạng dân chủ, cuộc cách mạng 1905-1907 ở nước Nga thì rõ ràng chúng ta có thể xác định được tính chất của cuộc cách mạng này. Đó chính là
của cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. Tiếp theo câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 này cũng sẽ có những cái đặc điểm khá là giống với câu hỏi số 4. Thì chúng ta xác định được cuộc cách mạng 1905-1907 ở nước Nga là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. Thì các bạn cũng sẽ trả lời nhanh chóng được câu hỏi số 5 này. Câu hỏi số 5, điểm khác nhau giữa cách mạng Nga năm 1905-1907 với cuộc cách mạng tư sản ở thế kỷ 18-19 là A. Lãnh đạo cách mạng là giai cấp tư sản. B. Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân. C. Lãnh đạo cách mạng là quý tộc mới. Và D. Lãnh đạo cách mạng là tư sản vừa và nhỏ. Ở đây thì tất cả các đáp án đều đề cập đến lãnh đạo của cuộc cách mạng. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải lựa chọn một cái giai cấp chính xác lãnh đạo của cách mạng này. Và chúng ta thấy rằng cuộc cách mạng này là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. Và những cái mục về tính chất về lãnh đạo thì nó quy định được cái tính chất của cách mạng này, đó là cuộc cách mạng tư sản dân chủ kiểu mới, đúng không ạ? Và khi chúng ta nói về cuộc cách mạng 1905-1907 là cuộc cách mạng tư sản kiểu mới thì rõ ràng chúng ta thấy rằng lãnh đạo của cuộc cách mạng này đó chính là giai cấp công nhân. Và đáp án B sẽ là đáp án đúng của câu hỏi số 5. Và câu hỏi số 5 cũng chính là câu hỏi kết thúc bài học 40 của chúng ta. Và bài học 40 cũng chính là bài học kết thúc chương trình lịch sử lớp 10. Và mong rằng tất cả các bạn sẽ có một chương trình học mới thật là đạt những cái hiệu quả cao trong cái quá trình học tập của mình. Xin chào tất cả các bạn. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.